OK, xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta quay trở lại với uh, kênh YouTube của em, tối vào dịp cuối tuần à, và chúng ta sẽ cùng với Tuấn nhìn lại thị trường trong cái tuần vận động vừa rồi, cũng như là các cái mã cổ phiếu nằm trong các cái mục của các anh chị chúng ta để mà các anh chị chúng ta sẽ có được cho mình những cái định hướng, những cái tư duy và cũng như là những cái chiến lược giao dịch cho cái uh, tuần tiếp theo sau để cho mà các anh chị chúng ta sẽ uh, uh, giao dịch được hiệu quả nhất thì trong tuần vừa rồi là tuần mà Tuấn đã dành rất là nhiều à, thời gian và công sức của mình à, đến và chia sẻ với các anh chị nhà đầu tư về cái việc là đừng nên cắt lỗ ở ngay vùng đáy và tất cả mọi thứ mọi người đã chứng kiến thấy được là cái sự hiệu quả và cũng như là cái gì ạ tư duy nó quan trọng như thế nào trong việc đầu tư chứng khoán có đúng không ạ thì mọi người cũng thấy được rằng là với cái việc mà thị trường ta trong cái phiên thứ 6 vừa rồi nó đã xác nhận cái vùng đáy của thị trường ở trong giai đoạn tiếp theo. À cái giai đoạn trước đó vùng đáy của chúng ta được xác lập ở quanh cái ngưỡng vùng 1220 à, 1240. Thì nay nó đã được nâng lên ở một cái vùng tiếp theo đó chính là vùng 1250 cho tới vùng 1265. Đấy, bằng chứng cho thấy rằng là các cái mã cổ phiếu và cũng như là toàn bộ thị trường chung nó đã như nào các anh chị xuất hiện những cái uh, pha kéo giá và cũng như là nếu mà trong trường hợp mà các cái mã cổ phiếu nào nó chưa có những cái Phiên phục hồi nó đủ lớn có nghĩa rằng là, là đâu đó phục hồi được bốn năm phần trăm chẳng hạn uh, vẫn chưa xuất hiện thì sắp tới nó cũng sẽ sớm nó xuất hiện theo mà thôi nào các anh chị ha và một lần nữa tuấn xin được chúc mừng cho các anh chị chúng ta nếu như các anh chị chúng ta đã không bị bán mất ở ngay cái uh, vùng đáy của cổ phiếu của chúng ta uh, đang nắm giữ trong cái giai đoạn là đầu uh, tuần vừa rồi, từ cái ngày 8 cho tới ngày 11 á uh, các anh chị ha, từ ngày 5, ngày 6 uh, ngày uh, ngày 5, ngày 8 và trước kể cả là thêm cả cái ngày 11 tháng 4. Thì trong cái ngày 11 tháng 4 thì uh, tuần cũng có vài cái vài cái uh, thông tin và cũng như là vài cái yếu tố mà À, nhận được đó chính là trên thị trường chứng khoán của chúng ta đón nhận những cái CPI của Mỹ đó là bắt đầu là mấy anh chị khác hoặc là các cái broker uh, mỏm hoặc là các cái broker giỏm trên thị trường chứng khoán á à, bắt đầu lại lôi những cái vấn đề về chứng khoán Mỹ ra rồi vấn đề về giá dầu rồi vấn đề về lạm phát các thứ đấy là bắt đầu cứ đi hù dọa nhau à. cho nên mọi người sẽ thấy là cái hôm 10 tháng 4 Tuấn có nhận định cho các anh chị chúng ta đây là ngày 10 tháng nè Hôm nay kết phiên cũng không mấy dễ chịu Điều này cũng đã có đề cập ở những cái bài nhận định trước đó của Tuấn trong vòng 1-2 ngày qua Vùng tàu đáy cân bằng luôn luôn là cái vùng tâm lý bị dao động rất nhiều lần Nếu không vững chúng ta sẽ rất là dễ cắt ngay đáy nè Mọi người thấy không? Nhưng nếu ta sai, ta chấp nhận các lỗi chứ ta không nên cải cố là mình đúng hơn thị trường làm gì Ai trải qua được cái bài học năm 2022 sẽ rõ hơn cái việc là cãi lại với thị trường nó sẽ như thế nào Đấy nhưng mà mình vẫn phải có những cái chính kiến của mình nha mình đây là mình chỉ cái phần này là mình chỉ nhắc nhở các anh chị nhà đầu tư và cũng như là nhắc nhở chính cái bản thân của mình mà thôi Đấy. cái điểm tích cực mà mình vẫn nhìn nhận ra được trong cái bối cảnh thị trường ta nó à, đang điều chỉnh như thế này đó chính là cái việc là vùng kiệt về thanh khoản ha vùng kiệt về thanh khoản và có những mã cổ phiếu nó đang test lại những vùng này trước với những cái volume rất là thấp Đấy, một số tích cực hơn khi không test sâu là mọi người thấy không ạ à? khi không kết sâu và giữ được ở cái trạng thái là phục hồi tốt này chẳng hạn như BID, DBG và GMD Đấy. đà này nếu mà tiếp tục không bị bán mạnh nữa hoặc là chứng lại cái đà giảm thì xác suất phiên thứ sáu mọi người thấy không ạ trời ơi phiên thứ sáu hoặc là chậm nhất trong tuần sau viên đấy của chúng ta sẽ về lại được cái vùng 1290 à. tiếp theo trong cái phiên ngày 11 tháng 4 đó chính là cái buổi tối 10 tháng 4 vừa rồi là Mỹ đã công bố về chỉ số lạm phát nó có tăng sự tăng trở lại. Đó, lúc đó là bắt đầu lại đi hù dọa nhau. À, lúc đó lại đi hù dọa nhau nè. Sáng nay thì em thấy một người đang hô hoặc là đang bàn tán rất là nhiều về chứng khoán Mỹ sập do lạm phát các thứ tăng cao trở lại. Nên cái việc mà sáng ngày 11 tháng 4 mở một gap down đâu đó 5 đến 10 điểm là hoàn toàn bình thường. Đấy, và nhiều khi lợi dụng cái tình hình như vậy để tạo tâm lý dao động lớn và ép các nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân trên thị trường bán cổ phiếu ra. Mọi người thấy không ạ? À? Nên là mọi người cứ bình tĩnh thôi. Đầu tư ở Việt Nam mà cứ đi nhìn vào chứng khoán Mỹ thì nó chẳng ra làm sao cả. À, mà các anh chị chúng ta nếu mà chúng ta không đánh giá được những cái vấn đề này không khác gì là các anh chị chúng ta là những cái chú cù non trên thị trường chứng khoán và cứ mỗi lần mà bị như nào mà bị sói nó hù lại như thế nào các anh chị lại bị vặt mất một cái miếng lông đó mọi người thấy không à lúc mỹ tăng thì chẳng ai nhắc tới đâu mỹ nó tăng từ tháng mười hai cho tới nay rồi các anh chị nếu mà chúng ta nhìn qua đây chú cho tuấn nè à đây mọi người thấy nè mỹ người ta đã tăng từ cái giai đoạn mà tăng vượt đỉnh là ở đây đó tăng vượt đỉnh là ở đây đi chẳng hạn tăng vượt đỉnh là từ cái thời điểm là cuối tháng mười một và đầu tháng mười hai như thế này rồi người ta tăng biết bao nhiêu điểm các anh chị nếu mà tính luôn cả luôn đi tôi, tính luôn từ cái khúc mà nó nó tạo đáy ở chỗ này luôn đi ha ví dụ như là ba ba đi chẳng hạn à, người ta tăng được hai phần trăm lên được gần sáu uh, 900 chín trăm điểm như thế này thậm chí nói nếu mà nó tính luôn từ vùng đáy là đạt được cả là bảy ngàn gần bảy ngàn rưỡi như thế này đó mà bây giờ người ta chỉnh người ta chỉnh bao nhiêu các anh chị người ta ra mấy cái thông tin lạm phát đó người ta chỉnh có gần có hai 000 điểm một ngàn tám hai điểm như thế này mà không lẽ không không cho phép người ta chỉnh các anh chị mà cái lúc người ta chỉnh lại bắt đầu là như nào lại lôi ra hù dọa nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam mình là ôi thì trường chứng khoán Mỹ nó sập rồi em ơi thôi lo mà tháo chạy đi rồi nào là hả? Mỹ sẽ không có dự định là tăng uh, giảm hạ lãi suất như như dự kiến trong uh, kỳ họp sắp tới đâu cho nên là 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 cứ cánh kiểu nhiều hâu nhiều hâu như vậy rồi là bắt đầu là như thế nào cái gì à lại cứ hù cứ tối ngày hù mà gặp mà mấy cái ông rocker nào mà hay hù cái anh chị ta về những cái chỉ số lạm phát nè rồi nào là về những cái mà rồi còn bày là con ông nữa là à, tỷ giá đang tăng cao cho nên là à, cái việc mà hút tiền qua kênh tính phiếu vừa rồi của ngân hàng nhà nước nó đã không đạt được hiệu quả cho nên là sắp tới nhiều khi ngân hàng xã nước phải bắt đầu như thế nào các anh chị Úi xa, nâng lãi suất huy động nâng lãi suất điều hành ngoài ra còn kêu là Úi sọt bán thêm đô la nữa Úi xa, bán bán dự trữ ngoại hối các anh chị tôi nói với mọi người á Mấy cái đó không phải là cái việc của chúng ta đáng trước để làm cái gì cả ha Mà khi đó cái chị ta nhớ khi mà cái thông tin nó ra Khi mà cái thông tin nó ra là nó đã bán tháo trước đó rồi Mọi người nhớ chưa Những cái thông tin mà ngân hàng nhà nước của chúng ta Nếu mà trong cái trường hợp mà nếu mà có những cái trường hợp là nâng lãi suất huy động lên Hoặc là nâng lãi suất điều hành lên của nhà nước các thứ như thế này nè đó. Là trước đó một cái khoảng thời gian Nhất là cũng khoảng tầm là độ 3 tuần 4 tuần là các cái mạng cổ phiếu nó cũng đã có yếu tố nó bán tháo mạnh rồi Hoặc là thị trường đã có những cái giai đoạn Hoặc là có những cái phiên nó phân phối rồi Chứ không phải là cứ thể mà tới cái thông tin nó tới tay các anh chị nhà tư Nó được lên khắp các cái mặt báo, nhà, truyền thông á Là các anh chị ta biết là khi đó thị trường là nó đã xong rồi Mọi người hình dung mới được không? Hà Đấy, cho nên là hãy cố gắng lên Cố gắng hãy thay đổi Cái tư duy đầu tư của mình Hãy cố gắng trang bị cho mình những cái kiến thức Về đầu tư cho nó tốt lên Và cũng như là rèn luyện cho các chị chúng ta Cái tâm lý khi mà chúng ta đón nhận Những cái thông tin tiêu cực như vậy Chúng ta phải biết cách đánh giá Và chúng ta phải có được cho mình Một cái góc nhìn Làm sao mà nó thật sự nó hiệu quả Và chúng ta đừng có bị cái định kiến Của một người khác nào, nào đó Người ta <laughs> lên các anh chị chúng ta rằng là thị trường tiêu cực thì chắc chắn rằng là thị trường tiêu cực mà thị trường tiêu cực gì đâu mà mã cổ phiếu nó cứ tăng nó vượt đỉnh như thế này đây đâu nữa đây đâu nữa đây đâu nữa bbb Úi trời ơi ta nói không có thị trường nào mà nó rủi ro mà cứ cổ phiếu cứ lần lượt lần lượt lần lượt là nó cứ tăng nó vượt đỉnh nó đó dbg nó nào ôi trời ơi Đấy, má ơi tôi, tôi không biết là, là Mấy cái ông mà broker mỏm đó Thì tốt hơn hết á Mọi người cứ thấy mấy ông nào bữa giờ cứ đi hô sập á Rồi mấy cái ông nào mình nào là bảo uh, uh, Sọt uh, Sọt hết dinh để mà Để phòng vệ tài khoản Rồi uh, nào là thị trường nó sẽ sớm Nó về vùng 1.200 hay thậm chí là Thủng 1.200 để mà về vùng 1 một hay sáu á Ui thôi vứt mấy cái ông đó Dùm Tuấn nha. nha Vứt mấy cái ông đó dùm Tuấn Đấy thì mọi người nhìn ở đây ở Chúng ta sẽ dẹp qua mấy cái ông đó sang một bên đi Để chúng ta tiếp tục chúng ta nhìn về thị trường ở giai đoạn hiện tại Và cái cái hành động tiếp theo của à, chúng ta sẽ là như thế nào Thì mọi người sẽ thấy được rằng là chúng ta đã có khoảng tầm độ là ba cái nhịp chỉnh Trong 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 giai đoạn là từ đầu tháng 3 vừa rồi Một nè Đấy, hai nè và đây là cái giai đoạn 3 là cái giai đoạn đầu tháng 4 vừa rồi là coi như đã đã kết thúc ha thì mọi người sẽ thấy được ở đây là Tốn vẫn dự kiến là trong cái tháng 4 này vẫn là sẽ là một cái tháng 4 rực rỡ đối với lại là, là các anh chị nhà đầu tư và đây sẽ là một cái giai đoạn mà mọi người sẽ kiếm được khá là nhiều tiền và thậm chí đừng nói là rất rất nhiều tiền đó là các cái mã cổ phiếu nha và cái sóng đợt này là chắc chắn là khả năng cao đó là sẽ là một cái sóng tổng lực luôn vẫn sẽ là một cái sóng tổng lực anh chị Đấy, và mã cổ phiếu nào nó cũng sẽ tiếp tục nó tăng nó tăng và nó sẽ tiếp tục nó vượt đỉnh hoặc là sẽ chỉ trừ một số các cái mã cổ phiếu mà đã tăng quá mạnh trong giai đoạn vừa rồi thì nó sẽ chững lại mà thôi Đấy, hoặc là những cái hoặc là những cái mã cổ phiếu mà giai đoạn trước đó nữa nó tăng mạnh rồi và nó cần có yếu tố nó tích lũy lại thì nó sẽ chưa tăng vội trong cái tháng tư này à, nó sẽ chưa tăng vội trong tháng tư này mà nó sẽ có thể nó sẽ để dành sang một cái tháng năm sắp tới đó, để tôi lấy đơn cử một vài các cái nhóm cổ phiếu ví dụ chẳng hạn như cái nhóm bất động sản khu công nghiệp như thế này nè đó là nó sẽ cần mất thêm một khoảng thời gian nữa để nó tiếp tục nó tích lũy thêm hay như những mã cổ phiếu như dgc như thế này mọi người sẽ thấy giai đoạn sắp tới những cái mã cổ phiếu như dgc không lẽ tự nhiên tới đây là nó đã phân phối rồi các anh chị không hề phân phối gì đâu mà cái khối lượng nó tắc tè như thế này không có sau cái giai đoạn mà nó bị bán mạnh ở đây là một cái sự gì thay máu dòng tiền mới ha ở đây là thay máu dòng tiền mới rồi các anh chị nè, sau cái phiên này nè đó là nó đã thay máu dòng tiền mới nó thì những cái mã cổ phiếu như gvr nó cũng tương tự như vậy nó cũng đã bắt đầu nó thay mới uh, nhà, đầu thay 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 cái dòng tiền mới tham gia vào và nó sẽ set, set up cho một cái nhịp mà tái tích lũy trở lại để nó đánh lên ở cái nhịp số 2 đó cũng giống như cái cách mà nhóm gì nhóm ngân hàng trong giai đoạn vừa rồi nó set up gì đó nó rủ tới tận là hai ba lần như thế này thì cái đoạn tới á thì tuấn cũng thành thật mà mà khai với các anh chị ta luôn là cái đoạn vừa rồi là tuấn có bán một số các cái uh, vị thế của nhóm ngân hàng khi mà tuấn bắt được ở trong cái nhịp mà giữa tháng 3 rồi ví dụ chẳng hạn như những những cái nhịp như là ở cái vùng 32.8 cho tới vùng 33 như thế này nè đó là trong cái đoạn vừa rồi khi nó hồi lên thì tuấn cũng đã bán bớt ra những cái vị thế ở đây rồi và và và, và tuấn đang có kế hoạch nó uh, tốt hơn đối với lại là cái nhóm ngân hàng ở cái đoạn này à, mặc dù là những cái vị thế mà mình đã mua trước đó từ cái thời điểm là tháng 1 tháng 2 á thì mình vẫn nắm giữ các anh chị ha chỉ là đạt bà, bán bớt những cái vị thế mà vừa mới mua trong cái giai đoạn tháng 3 vừa rồi mà thôi thì chỉ có bán ví dụ như chẳng hạn như tốn bán mb Bank với lại là ctg thôi mà cũng như là à, có thêm bid nữa đấy thì ctg thì bán có vẻ nó hơi sai sai chút xíu ha CTG thì bán nó có vẻ hơi sai sai chút xíu Đoạn này không hiểu sao CTG lại cực kỳ mạnh luôn Có thể là một số cái có thông tin là chia cổ tức á Cho nên là nó mới kéo giật ngược mạnh lên Thậm chí là tăng đụng luôn cả mức giá trần trong cái phiên thứ sáu vừa rồi à, Nhưng mà mọi thứ nó đều như thế nào các anh chị Đều tích cực thì điều đó không phải là có cái gì đó gọi là quá là tiếc nuối cả ha Không ai mà ăn hết được nguyên cái biên của thị trường cả Và cũng như là cổ phiếu nó có đi lên thì cũng là Ờ, mình dành những cái câu mà an ủi chính bản thân mình đó chính là dành cho nhà đầu tư đến sau vậy thôi đó Rồi ngoài ra thì những mã cổ phiếu như liên việt cũng sẽ là những cái cổ phiếu mà nó sẽ dẫn dắt cái nhóm ngân hàng trong giai đoạn tới được nè các anh chị thì sau cái đoạn mà nó rủ bỏ xuống nó gãy mất cái đường tre lai tăng giá nè Thấy không nó rủ bỏ xuống một nhịp nè và sau đó nó tạo ra một cái mẫu hình gì các anh chị chúng ta thấy được ở đây không ạ à một cái mẫu hình vai đầu vai chỗ này đó một cái mẫu hình vai đầu vai chỗ này nè ấy. khá là đẹp ha thì cái điểm mà hôm hôm ngày 9 tháng 4 vừa rồi đó là cái điểm buy vote để mà các anh chị ta tham gia vào ấy đó nhưng mà tuấn không có follow theo cái nhóm nhóm ngân hàng giai đoạn tới nữa mà có khi là sắp tới sẽ chuyển sang nhóm uh, đầu tư công hoặc có khi là nhóm chứng khoán nữa các anh chị ha tuấn thấy cái nhóm chứng khoán cũng đang uh, dần nó tốt trở lại rồi đó <laughs> nhất là con quỹ uh, cts nè Đấy, CTS mình nghĩ chắc đâu đó khoảng tầm độ một tuần nữa hoặc là bèo lắm cũng phải là hai tuần nữa là sẽ vượt được cái vùng đỉnh 40 chỗ này nhưng không nó vả thẳng mặt tốn luôn trong cái phiên thứ sáu rồi dòng tiền vô trở lại bán bụp 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 như thế này đó mặc dù là tôi cũng thấy nó rất là tích cực đấy nhưng mà không hiểu sao là mình vẫn chưa có ý định là mình sẽ mua ngay trong cái phiên thứ sáu vừa rồi đó thành thật với nó mà nói với mọi người như vậy luôn nhưng mà thật sự là CTS rất là khỏe nhé Tại vì mình đánh giá rất là cao hơn CTS này bữa giờ rồi Thậm chí mấy con như BSI chỗ này nó chắc nó cũng chưa thể nào mà Nếu mà tính ra thì nó còn chưa thể nào mà nó bằng luôn cả CTS đó. Cái, cái xung lực của trong cái phiên thứ sáu rồi CTS là mạnh nhất á, đó. đó, Tăng trăm lượng mà Hả? Đấy, nhưng mà thôi mình mình cứ từ từ mình cứ bình tĩnh thôi mình mình không có cần gì phải vội vàng hết trơn những cái cổ phiếu này khi mà mình tham gia vào sau thì mình sẽ phải rất là đắn đo và phải rất là căng ke luôn á dụng từ gọi là rất là căng ke và phải um, phải 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 là 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 là, là uh, nghiên cứu một cái điểm mua làm sao cho nó vừa mua một phát là nó chạy luôn Đó, nó, nó nói thẳng ra như vậy là vừa mua một phát là nó chạy luôn chứ nó không cần phải cứ test đi test lại test đi test lại hoài Đấy, và cái đoạn này thì tôi cũng vẫn sẽ chờ thêm một nhịp ngắn nữa nha một nhịp ngắn nữa có thể là ăn một cái đoạn nước rút của cái nhóm chứng khoán này cũng khá là ok nha chỉ cần ăn cái đoạn nước rút thôi có thể là khoảng tầm độ 20 30 phần trăm thôi nhưng mà nó có xảy ra cái đoạn nước rút đó Tuấn sẽ tham gia vào chứ nếu như mà nó ví dụ như chẳng hạn mình mua ở đây á mà nó vẫn còn kiểu như là nó còn đi lên xong nó té lại đỉnh xong nó lại giảm xuống nó lại tích lũy tích lũy tích lưỡi, rồi nó mới lên thì thôi thay vì như vậy thì tuấn chờ cho cái khúc mà nó bùng nổ một cái nhịp như thế này nó vượt đỉnh nó tăng nó đi lên luôn á thì lúc đó tuấn sẽ mạnh tay tuấn tham gia ở cái giai đoạn nó bước một cái giai đoạn nước rút như thế này cũng giống như cái việc mà mọi người sẽ thấy này nè à, nhưng mà mọi người nhớ đi nó nó những cái giai đoạn mà nó chạy nước rút á cái công thức mà nó chạy nước rút á nó phải luôn như thế nào cái gì rủ thật là mạnh xuống rồi nó mới chạy nước rút nè không wow những cái pha rũ như này nó không bao giờ nó êm đâu 15 20 phần trăm á nha con nào cũng dễ trơn á đây FTS cũng vậy nè những cái pha nó rủ là không bao giờ là êm hết trơn á mọi người không đó rồi gì nữa ví dụ như VDS nè à, con này thì không có chỉnh à, CTS nè Đấy, những cái pha nó rủ bỏ là không có êm ha à, nhưng mà sau khi mà dòng tiền nó quay trở lại nè nó tăng nó vượt đỉnh thì mình sẽ mua ở cây okay này nè mình ăn mình vô mình mua đu luôn cả cây trần ở đây cũng được mình ăn được cỡ mười mấy hai chục phần trăm hoặc thậm chí ba chục phần trăm cũng ok tùy vào cái xung lực của cổ phiếu thì nếu như mà vậy thì tuấn nghĩ là chỉ nên dành um, chọn ra những cái mã cổ phiếu là trong tốc đầu thôi ví dụ chẳng hạn như mà hoặc là mấy con cổ phiếu nó vừa và nhỏ thôi nhé các anh chị nha tuấn sẽ không có tham gia vào những cái mã cổ phiếu dạng như é ra là tuấn không tham gia rồi nè à, nhớ nha mọi người nhớ những cái câu mà tuấn nói với mọi người về cái cách lựa chọn nha và tuấn không có lựa chọn những cái mã dạng những cái cổ phiếu như trong VN30 hoặc là những cái vụ mã cổ phiếu vốn hóa lớn trong cái nhóm ngân hàng, Ê, nhóm chứng khoán đó chính là SSI là Tuấn không chọn nè hoặc là cái đoạn này con VX như thế này thì Tuấn chưa biết làm sao nhưng mà cái khúc này thì VX nó đang hơi yếu một chút xíu nha rồi tiếp theo Tuấn sẽ không chọn nữa đó chính là VND nè không chọn nữa đó chính là ORS nè không chọn nữa có thể là con HCB này có người thích thì chọn cũng được tại vì nó có margin cũng khá là ok nhưng mà riêng tuấn thì tuấn cũng không chọn luôn Đấy. còn lại cái danh sách mà tuấn có khả năng tuấn sẽ chọn đó chính là cái con bsi này là một cts là 2, mbs là 3 fts là 4, vds là 5 con bvs này thì cái khúc này thì cái con này nó thanh khoản nó hơi nhỏ thì chắc cũng không chọn đâu đó rồi có khi là SHS cũng khá là ok nha mọi người nhìn cái khúc mà nó rũ bỏ SHS nè rũ bỏ mạnh cây này xong cái bắt đầu nó phục hồi đi lên nè rồi không nếu mà tính từ cái lúc vượt đỉnh nha là từ 17 nó lên được chỗ này là cũng được 20% Đấy nha. Còn nếu mà không ăn được thì mình cũng nói chứ mà mình cũng du di là mình 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 ăn đâu đó cỡ được 15% trong cái giai đoạn nước rút là cũng là ok rồi, 20, trăm thì mình ăn được 15, 20 là ok vậy thôi chứ cũng không ăn hết được cái biên được. Hai à, các anh chị ha. Đấy hoặc là VCI. VCI cũng khá là ok. À mọi người ha. Đấy. Và cái đoạn này thì theo Tuấn thấy thì nó rũ bỏ nó chưa thực sự là nó mạnh cho lắm đâu khúc này mới 10 phần trăm mà chưa sinh nhê đoạn này chắc chưa sinh nhê đâu mà theo tốn thấy thì uh, chưa biết được là, là là, là là nó có rủ bỏ theo kiểu này hay không nữa nếu mà nó rủ bỏ sớm quá giống như giai đoạn này nè nó cũng không khác gì cái giai đoạn mà nó phục hồi lên xong nó gãy nhẹ xuống phát cái nó lại đi lên tiếp nó lại tạo nền nó chưa nó nếu mà chưa hẳn là nó vào nước rút như vậy á, thì thôi mình mình sẽ canh mình mua ở điểm nền cũng được đó nhưng mà chắc chắn là sẽ phải cân nhắc kỹ Ha, anh chị ha à? phải cân nhắc kỹ nhé rồi đó thì uh, um, thì nói để đang nói về các cái mã cổ phiếu rồi thì tuấn sẽ nói luôn ở các cái nhóm khác ví dụ chẳng hạn như tiếp theo nhóm ngân hàng thì cái xung lực của techcombank vẫn đang là khỏe nhất nhưng ở điểm này là nó đã không còn những cái vị thế để mà các anh chị ta tham gia mua mới rồi ta lưu ý như vậy bid thì cũng tương tự thôi anh chị nào mà thích thì có thể tham gia nhưng mà theo tuấn thấy thì uh, các cái vị thế những cái vùng giá ở phía trên như thế này thì tuấn sẽ hạn chế tốn mua mới luôn rồi đó nha riêng cái nhóm ngân hàng thì tốn sẽ hạn chế tốn mua mới rồi nha rồi kể cả là như vậy thì các anh chị ta cũng đừng nên chọn những cái mã cổ phiếu yếu nhất ví dụ chẳng hạn như là AB, Vban, SHB hay là STB nha tuyệt đối không lựa chọn những cái thằng này đó còn anh chị nào ví dụ như chúng ta đang bị kẹp những cái một số cái cái mã cổ phiếu thuộc top 2 trong nhóm top 2, top 3 trong nhóm dòng ngân hàng đó. ví dụ như Tbank nè hoặc là MSB nè ở, hoặc là OCB nè À, hoặc là BB Bank nè à, Thì mọi người có thể canh mọi người bán ra Khi mà nó tiếp tục nó hồi lại trong thời gian sắp tới Nó cũng không có tối ưu lắm đâu Nha các anh chị nha Mà chỉ tối ưu nhất là những cái thằng như Ví dụ như VIP là những cái thằng mà nó Nó mới thật sự là nó tối ưu nhất thôi nè Hoặc là MB là còn ok Hoặc là CTG thì tôi cũng thấy đoạn này thì nó lại bật tăng mạnh nhất Trong cái phiên thứ uh, 6 vừa rồi Đấy và mọi người nhớ nha sắp tới là Tuấn sẽ không có định hướng Tuấn tham gia mới đối với lại là, là nhóm cổ phiếu nhóm ngân hàng mà chủ yếu là những cái vị thế mà Tuấn đã mua được trong giai đoạn trước đó trước tháng 3 đó là Tuấn sẽ nắm giữ thôi và các cái vị thế vừa mới mua vừa rồi thì Tuấn sẽ hạ bớt cái phần mà Tuấn đã cho các anh chị ta mua ra để mà chúng ta có thể là tham gia và cơ cấu sang nhóm cổ phiếu khác thì Tuấn thấy cái dư địa hoặc là cái 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 biên độ lợi nhuận tăng nó sẽ ok hơn À, thì đâu đó nó có thể là một cái nhóm ví dụ như chẳng hạn như là nhóm thép chẳng hạn à, ví dụ nhóm thép đúng không ạ thì ngoài ra thì mọi người sẽ thấy là trong cái phiên ngày 11 tháng 4 vừa rồi tôi cũng đã có nói nè tích cực đầu tiên trong ngày nè VGS tạo đáy thành công ở vùng 26.5 à 26 26.5 nè đó à, rồi tiếp theo nè Nam Kim cũng tạo đáy luôn mọi người không? Đây là những cái cách để mà mình nhận diện sớm về cái việc là những cái mã cổ phiếu nào nó đã tạo đáy trước thị trường mọi người thấy không ạ à? Đấy, thì nhận ra được những cái yếu tố này Thì thị trường nó ổn Chứ không lẽ là thị trường nó như thế nào chị? Nó xấu Mọi người thấy là khi mà thị trường chung lúc đó Vẫn còn đang giảm nha Mọi người nhìn nè Nó mất đi rồi Đây mọi người sẽ Tôi sẽ cho mọi người nhìn Ngăn mới Ủa tự nhiên cái nó xóa dưới đây ta À, mọi người sẽ nhìn ở dưới đây dưới đây Tuấn nè thì trong cái lúc mà thị trường chung nó đang điều chỉnh nó giảm đâu đó khoảng tầm là vẫn còn đang khoảng tầm là độ là bảy tám điểm thì khi đó mọi người thấy không mọi người thấy cái cái sự nó như thế nào các anh chị à, trước đó Tuấn nói với các anh chị chúng ta rằng là những cái dạng cổ phiếu nhóm thép như là con VGS nè hay là con Nam Kim nè nó đang đồng pha với thị trường chung tức có nghĩa là thị trường chung tăng thì nó tăng thị trường chung giảm thì nó giảm thị trường chung hồi thì nó hồi nhưng khi mà mọi người thấy được rằng trong cái phiên ngày thứ năm vừa rồi khi mà thị trường chung nó chỉ mới có như nào nó lấp lại được cái gap đao giảm giá trong cái đầu buổi sáng như vậy nhưng mà đối với là những cái thằng như VGS mọi người sẽ thấy là như thế nào các anh chị nó đã chính thức nó xác nhận tạo đáy luôn bằng cách là dòng tiền tham gia vào rất mạnh mọi người thấy đúng không ạ đó thì nó đang thể hiện điều gì cái xung lực và cái lực cầu của những cái mã cổ phiếu như vgs là nó đang khỏe hơn thị trường mọi người nhớ nha nó đang khỏe hơn thị trường và sau những cái giai đoạn như thế này dòng tiền tiếp tục đổ vào thì nó sẽ là những mã cổ phiếu đầu tiên vượt được cái vùng đỉnh trước đó À mọi người nhìn đi. Bây giờ chẳng hạn như ở cái vùng 28 này là khi mà thị trường ta ở vùng 1290 đi chẳng hạn. Mà bây giờ nó đã lên được tới tận là 27.7 rồi. Thậm chí là trong phiên thứ 6 mà có lúc nó vượt 28. Đó. Thì mọi người cứ nhìn đi. Nếu mà thị trường chung tiếp tục tăng lên. Và thậm chí sắp tới sau đó nữa là tăng vượt đỉnh đi. Thì những cái thằng này là những cái thằng mà nó sẽ tăng vượt đỉnh trước rồi. Nam Kim nó cũng tương tự như vậy. Nam Kim tương tự như vậy. Bởi vậy cái đoạn vừa rồi Nam Kim nó về là 24 mấy đây hoặc là dưới 25 dưới này mà đâu có ai họ chịu hỏi Tuấn Hoàng có mua không hay là 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 sợ quá không biết có mua không. một người Chẳng ai hỏi mua cả. Lúc nó chỉnh này chẳng ai hỏi mua cả. Còn lúc nó bực tăng bụp 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 lên này hỏi mua quá trời luôn. Đấy. Và mọi người lưu ý nhé thì trong cái phiên thứ sáu rồi chỉ có hai thằng là Nam Kim và VGS nó đang khỏe nhất trong cái nhóm thép thôi. Còn Hoa Sen thì nó có vẻ nó hơi đuối một chút xíu nha yeah. hoa sen thì có vẻ là cái dòng tiền nó chưa thực sự nữa nó tham gia và chủ yếu cái đoạn này nó sẽ ăn theo hai cái thằng là vgs và nam kim hòa phát nó cũng tương tự như vậy nha yeah. chủ yếu đoạn này là vgs và nam kim là đang dẫn cái nhóm thép đi lên được tốt á thì chủ yếu là ăn theo là thằng hoa sen thôi còn hbg thì do là cái lượng hàng nó cũng quá nhiều và đại hội cổ đông vừa rồi cũng thông qua ấy cho thấy là sắp tới cũng có nhiều cái tiềm năng về những cái dự án ví dụ như là Trung Dung Quốc hai tăng năng suất rồi tầm lum tầm la hết nói chung là khá là ok cho từ đây đến cuối năm đối với lại nhóm thép và đồng thời là cái việc mà chống phá giá thép của tuổi Trung Quốc nó đang rất là gắt gao nha đó, cho nên là phải bảo vệ được cái thượng nguồn đến từ trong nước và nội địa đó ở khắp cả các nước luôn đang chống phá giá của tuổi Trung Quốc à, à, gây ra Đấy, À, mọi người lưu ý nhé nên chọn chủ yếu là VGS và Nam Kim mà thôi nha mọi người nhớ nha rồi tiếp theo đó chính là cái nhóm bất động sản thì nhóm bất động sản này thì những cái vị thế mua tốt chủ yếu là khi mà nó điều chỉnh xuống đoạn này thì có BDR thì theo tôi thấy mọi người có thể ráng mọi người mua được ở quanh cái ngưỡng vùng 32 này cũng ok còn con đi rồi thôi khỏi nói rồi thì bên tôi đã mua hai nhịp đó là là BDR với lại là, là VGS rồi đây nè dg đâu rồi hôm ngày ờ uh... mát đâu rồi ta ngày bốn tháng bốn đây nè mọi người thấy nè khi mà dg bắt đầu giảm xuống và nó xuống cái mức là dưới ba mươi hai như thế này mình kêu các anh chị chúng ta mua đánh lướt tay cộng hoặc là bây giờ mọi người sẽ thấy là thậm chí là nó đang khỏe thì chừng chung như vậy thì thôi mình đang xem xét là nắm giữ thêm cho giai đoạn sắp tới để mà đạt được những cái mốc target nó cao hơn chút xíu có thể là 36 hoặc là 37 gì đó ha rồi tương tự như BDR thì mình vẫn đang lấy ở cái vùng 31.65 hoặc là 31.7 chỗ này vẫn ok thì nó cũng chưa có uh, nhiều cái sự tăng điểm trong cái tuần vừa rồi đấy thì cái đoạn này thì cái xung lực của BR thì nó yếu hẳn hơn con 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 DG là là mọi người sẽ trông thấy rõ ràng rồi đó. Thì cái con khỏe nhất vẫn là cái con T -Sát và đoạn này nữa là DBG. Không hiểu sao mà đoạn này DBG nó lại còn mạnh hơn cả con năm năm long và kháng điền nữa cơ. Đấy, nó kinh khủng luôn á. Đoạn vừa rồi mọi người thấy là từ cái vùng giá mà tốn khuyến nghị cho các anh chị ta mua ở cái vùng 44 á, mua mọi người mua tối đa là 5.000 thôi. Mọi người thấy nó tăng được 20% trong tức có nghĩa là mọi người đừng có bây giờ á có phải là cái đoạn vừa rồi á Là Tuấn nói với mọi người là cái việc là Top 2 là những cái thằng như DBG và đất xanh hay sale nè Nhưng mà bây giờ á sau một cái giai đoạn điều chỉnh vừa rồi của thị trường thì con DBG này nó đã tận dụng được cái yếu tố đó và nó bước vào cái gì các anh chị? Nó bước vào cái ngôi đền của top những cái mã cổ phiếu dẫn dắt trong nhóm ngành bất động sản rồi. Mọi người thấy không? Đấy không Và cái lưu ý nữa cho mọi người khi mà chúng ta biết cách chúng ta lựa chọn được và chúng ta thậm chí chúng ta nhận diện được đâu sẽ là những cái mã cổ phiếu nó có khả năng nó bước thoát lên và nó trở thành những cái mã cổ phiếu dẫn dắt trong nhóm ngành của mình á. Đấy. Thì mọi người sẽ phải lưu ý tới cái điều gì? Tuấn bữa giờ Tuấn nói và Tuấn 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 định hướng và Tuấn tư duy cho các anh chị ta rất là nhiều về cái gì cái gì. Ưu điểm của nhóm dẫn dắt ha ưu điểm của nhóm dẫn dắt và mọi người cứ nhớ lại xem có phải tùng đã từng nói với các anh chị chúng ta rằng cái việc mà các anh chị chúng ta tham gia đầu tư trong đầu các anh chị chúng ta nếu mà cái tư duy của mọi người nó vẫn còn đang bị hạn chế và cái tư duy của các anh chị chúng ta nó chỉ gói gọn trong cái gạch đầu dòng đầu tiên khi mà chúng ta tham gia thị trường thôi đó chính là cái việc gì vậy, các anh chị miễn sao có lãi là được có đúng không ạ à? nếu như mà các anh chị ta ngẫm lại thử xem những anh chị nào mà mua đất xanh sale rồi mấy cổ phiếu ở phía dưới hoặc thậm chí là mua Novaland đúng không ạ chủ yếu các anh chị chúng ta chỉ cần biết là nó chỉ cần tăng là được không cần biết nó tăng nhiều hay tăng ít Đấy, miễn sao tăng là được có lãi là được đó là một cái tư duy nó rất hạn chế tuấn bây giờ là tuấn phải phải chơi thật nhiều vô chơi thật nhiều vô thì các anh chị chúng ta mới nhớ được những cái lời mà tuấn Uh, hướng dẫn mà tuấn 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 tu, muốn đang muốn thay đổi cái tư duy của các anh chị nhà đầu tư ha đó phải thay đổi đi phải thay đổi đi thì chúng ta mới khá hơn được chúng ta mới nâng cao được cái năng lực đầu tư của chúng ta được chứ chúng ta cứ mãi dậm chân tại chỗ chứ chúng ta cứ đi thụt lùi như vậy thì làm sao mà những cái giai đoạn mà sắp tới thị trường có tăng mạnh hay cổ phiếu nó có tăng mạnh thì làm sao mà mọi người có thể lựa chọn những cái mã cổ phiếu như là BDR hoặc là DIG hoặc là DBG hoặc là TS trong cái giai đoạn vừa rồi. Đúng không ạ? Thậm chí đoạn này Tuấn đánh giá lại cho các anh chị ta luôn là khang điền với Nam Long nó đã yếu bị yếu dần đi rồi. Và cái đoạn sắp tới thậm chí là mình cho nó xuống đi. một rưỡi Đó, một rưỡi tại sao một rưỡi là tại vì cái đoạn vừa rồi cái xung lực nó bị yếu dần đi và những cái pha điều chỉnh nó nó đang tương đối là mạnh theo thị trường chung Đấy. cho nên là phải đánh giá lại trở lại chút xíu nhưng biết đâu được đó rằng là sau những giai đoạn này nó có thể nó phục hồi mạnh hơn thì chúng ta vẫn sẽ không có chê đó nha không có chê đó mà chủ yếu là chẳng qua là sau từng những cái giai đoạn nó sẽ có những cái sự bứt phá đi lên khác nhau mọi người sẽ thấy là những cái giai đoạn đầu cái sự bứt phá đi lên mạnh nhất đến từ là khang điền và nam long vào đầu tiên rồi sau đó mới tới là tê giác dg bdr và tiếp theo là trong tháng tư này chúng ta vừa mới xuất hiện thêm một cái mã cổ phiếu rất là tốt trong nhóm ngành bất động sản đó chính là con DBG Hà. còn những cái thằng như đất xanh SCR, CLI, HDG rồi tùm lum tùm la mấy thằng ở dưới đây là nó không có cái gì gọi là sự đột phá cả đúng chưa thì chúng ta không có nhất thiết là cứ phải đeo bám vô mấy thằng này làm gì mọi người hiểu không và tuấn đã nói và tư duy cho các anh chị ta rất là nhiều rồi một cái nữa để mà các anh chị chúng ta sẽ nhận biết được nữa nè đó chính là cái gạch đầu dòng thứ hai và thứ ba trong cái ưu điểm của top những cái mã cổ phiếu dẫn dắt đó chính là gì khi mà thị trường chung điều chỉnh thì tụi nó điều chỉnh như thế nào các anh chị điều chỉnh ít hơn và khi mà thị trường phục hồi thì nó sẽ nó phục hồi như thế nào các anh chị phục hồi nhanh hơn ha à, nó sẽ nếu mà khỏe nhất thì nó sẽ luôn hội tụ ba cái yếu tố này còn nếu mà khỏe vừa vừa hoặc là khỏe khỏe khá khá giỏi á dụng từ gọi là khá giỏi như dg nó chủ yếu là nó đi sau mấy thằng như dg t sát nè hoặc là khang điền trong cái đoạn vừa rồi nó có yếu có sự yếu tố là nó 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 chỉnh hơi sâu và cái xung lực nó bị điều chỉnh hơi khá là mạnh đó như là khoảng tầm độ là tám phần trăm như thế này đó nha và khi mà nó phục hồi thì nó cũng chưa thực sự là nó thuyết phục được tuấn nữa cho nên là tuấn mới bước đầu bắt đầu là tuấn xếp lại nó ở trong nhóm 1.5 thôi rồi là cái nhóm mà sau những cái thằng mà khác như thế này còn là Nam Long vậy có thể là nói là do là cái tính đầu cơ Dùng cái từ gọi là cái tính đầu cơ của những cái cổ phiếu như Nam Long hay là Khang Điền Nó không thực sự là mạnh mẽ như những thằng như BDR, DG hay là TZ hay là DBG Thậm chí là con nhà tù liêm này nó nè Con này mới xứng đáng là ở tầm Tầm, tầm siêu, siêu, siêu cổ phiếu nè Đấy Mọi người hình dung ra được không Chứ mà mọi người thấy mấy con như con xe mà trời nó nó chỉnh về lại tới tận 21 mấy, 22 như thế này Ôi trời ơi rồi đất xanh nó úi sợ đất xanh về lại tới gần 19 như vậy. Hôm nay nó hôm thứ sáu rồi nó phục hồi. Cũng bảo mọi người rồi. Cung lắp nó lên được cỡ 21 mọi người thấy không? Tôi nói rồi trong đoạn là cung lắp nó lên được cỡ 21. Đó. Tại vì sao? Tại vì ở đây nó còn cái gấp đao bự cho bá lửa đây nè. Mọi người thấy không? Nó còn cái gấp đao bự ở cái vùng 20.7 cho tới 21 như thế này nè. Làm sao mà nó vượt qua được? Làm sao mà nó vượt qua được? và bây giờ nó phải như thế nào à? tích lũy lại thì cùng lắm cái đợt mà nếu mà tăng đợt số 2 này của nhóm bất động sản đi lên á kể cả những cái thằng như đất xanh như thế này thì cùng lắm nó lên lại tiếp ở đây nó lại chỉnh xuống ha à. và nó tích lũy lại tiếp ở cái vùng mới chỗ này à con quỷ gì con quỷ xe nó còn, còn 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 còn, yếu hơn cả 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 con đất xanh nữa thế thì mọi người cứ phải tham gia lúc đầu vào gì và cổ phiếu này làm gì hình như thằng như con xe này là thằng tiếng đồng đó tiếng đồng nó 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 tham gia vô con sale này hàng chi nặng quá đó này, đây là broker mỏm nè ha Đấy. rồi Novaland nó cũng tăng được có một phiên hai phiên ở khúc này xong bắt đầu mọi người lại cứ bảo hô hào là nó là khỏe nó là mạnh rồi sau đó là cái thậm chí là <laughs> cái hô mà nó tăng gần tăng trần như thế này nó tạo ra một cái tâm lý tích cực cho nhóm uh, bất động sản ấy này cũng làm cái đơn xin lỗi Novaland đó Nhưng mà từ cái đơn xin lỗi đó xong rồi nó tụt luôn <laughs> Chứ nó cũng tăng được thêm nhiều hết trơn á Đấy, cây này là cây lừa đảo đó nè Lừa đảo đó nè, hay không Đấy Và một lần nữa nó sẽ lại tái hiện lại cái quá trình gì của cổ phiếu Mà chúng ta đã thấy trời đoạn vừa rồi Đó chính là con đất xanh nè Mọi người thấy không Mọi người coi nó có giống đất xanh không đó, tăng là cũng lú lú vượt đỉnh lên cái rồi bán cụp đầu xuống rồi lại quay đầu rồi điều chỉnh. Trời ơi. Thế thì cứ tốn thời gian vào những cái mã cổ phiếu như thế này làm gì? Chủ yếu là đánh đoạn vừa rồi, rồi hên may mắn ăn được T cộng T2, T3, T4 gì đó. Đánh ăn được thì ăn. Chứ mà để mà nó nói được cái việc là nó có tăng mạnh giai đoạn tới hay là nó sẽ vào một cái sóng lớn trong giai đoạn tới có không? Chưa. Chưa thể tuấn dùng từ là chưa thể nhắc chứ tuấn không khẳng định là nó không thể nha. chưa thể chưa thể nào là ngay bây giờ rồi. đất xanh cũng vậy xeo cũng vậy thậm chí hbg cũng vậy hbc cũng tương tự như vậy chưa thể nào mùi nhớ nha hỏi à, con mà những cái con như dg tz bdr thì nó hoàn toàn có thể nha mọi người cứ lắng nghe kỹ những cái câu tuấn nhấn mạnh là mọi người sẽ hiểu được là cái gì sự ưu tiên lựa chọn những mã cổ phiếu nó là như thế nào nó tốt như thế nào và chúng ta phải thấy được những cái điều đó nghe được những điều đó thì ngay lập tức là như nào bán hết những cái mã cổ phiếu yếu đi thậm chí bu vào những cái mã cổ phiếu như DG trong đoạn vừa rồi mọi người thấy như thế? có lỗ không làm sao không lỗ được rồi có mấy ông còn còn bảo Úi sồi tao đang cầu cho con DG nó về 30 để mà tao full zin để mà 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 mà, mà tao ta, ta, ta mua lại sau khi mà tao đã bán được ở vùng 32 33 như thế này. À, thế thì mua đi, coi nó có về lại 30 không? Coi nó có về lại 30 không? Đấy. Có phải là trong cái tư duy của mọi người là mọi người bán ra xong, mọi người sẽ mong muốn rằng nó sẽ điều chỉnh mạnh để mà mọi người mua vào trở lại. Nhưng đó chỉ là những cái tư duy của gì? Của những kẻ thất bại thôi. Tuấn dụng từ là kẻ thất bại là vì sao đó là cái tư duy của hoặc là những cái con bạc á Tuấn dụng từ là con bạc thì nó đúng hơn dùng từ thất bại thì cũng đúng á tại thất bại dù sao người ta cũng được chốt lại ở cái mức giá cao mà không gọi người ta thất bại được mà đó là cái tư duy của con bạc à. mà đối với những cái mạng cổ phiếu khỏe như con DG này tại sao nó gọi là khỏe cái gì là tại vì nó điều chỉnh ít và nó tăng mạnh còn nếu mà nó điều chỉnh nhiều Nó điều chỉnh mạnh Thế thì nó còn gọi được khỏe không Làm sao còn gọi được khỏe nữa Có đúng không Làm sao mà nó còn gọi được là cổ phiếu mạnh Cổ phiếu khỏe nữa Nếu như mà nó điều chỉnh mạnh Đấy Tư duy lên các anh chị Tư duy lên Thay đổi cái nhận thức Một cái tư duy của các anh chị ta lên Chúng ta đừng có bao giờ Chúng ta nghĩ rằng là À bán xong cái bắt đầu là đi hô sập nè rồi nào là 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 là, là là, là, là chù ẻo cổ phiếu hoặc là mong cổ phiếu nó sẽ giảm mạnh nè à. nhưng mà thực tế ra là những cái mà cổ phiếu mạnh nó có bao giờ nó điều chỉnh mạnh không không bao giờ nhớ chưa không bao giờ hãy nhớ cái điều đó nhớ thật sâu vào bởi vì đó chính là những cái sai lầm mà trước đây tuấn cũng đã từng mắc phải như các anh chị chúng ta ở cái cổ phiếu gì mà mọi người biết không đê con dbm này mọi người thấy ha à? đó những cái khúc mà nó điều chỉnh điều chỉnh xuống dưới đây nè cứ tưởng nó gãy hoặc là cứ tưởng là 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 là, là, là chết nó không? không có đâu hoặc là khi giờ bắt đầu mà mà mình uh, bán ra đây nè ví dụ hoặc là mình 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 chốt lại ở cái vùng này nè mình mong là nó sẽ chỉnh đâu đó cỡ hai chục phần trăm hoặc là bao nhiêu phần trăm đó tại vì cái đoạn trước nó đã chạy rất là mạnh rồi nhưng mà thực tế có không không hề trời ơi nó hề nó hề thậm chí nó phục hồi như thế nào các chị bụp 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 bùp 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 đi lên như thế này mọi người thấy không đấy đó trời ơi làm sao có chuyện đó hoặc là dcm cũng vậy nè đấy mọi người thấy không tự nhiên khúc này nó không có điều chỉnh mạnh đâu ha à. rồi gì nữa mấy cổ phiếu như mấy con vx trong cái đoạn này, này cũng y chang luôn cái bài học năm vừa rồi chứ đâu xa Đấy nè Mọi người thấy khúc này nó, nó điều chỉnh bao nhiêu cái chị? Cùng lắm là 12 nó về lại giá 10.5 năm như thế này. Trời ơi, bình thường. Bình thường thôi. Đó mới là cái những biểu hiện của những mã cổ phiếu mạnh, những mã cổ phiếu mạnh nhất trên trên thị trường, thậm chí những ai mà nè, là cái cây là cây gì? Cây thay máu nè. Cái thay máu dòng tiền là mọi người thấy nó nổ rất là lớn, nó bán rất là mạnh xuống không? Nhưng mà gì? Thay máu dòng tiền mới nha yeah. chứ không phải đây là cái cây bô không hề đấy mọi người lưu ý nha ha mọi người lưu ý rồi đó là về cái nhóm bất động sản ngoài ra thì một số các cái nhóm khác ví dụ như nhóm dầu khí thì như tốn nói mọi người á thường không thường ở nhóm dầu khí á là mọi người hãy mua ở những cái pha mà nó điều chỉnh xuống như này thì mọi người sẽ chắc chắn mọi người có lại còn khi nó phục hồi lên trở lại rồi là nó sẽ tăng rất chậm rất 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 chậm rất chậm rất chậm 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 chậm, chậm, chậm vậy đó nó mệt mỏi lắm bvc bvs cũng vậy mua là phải mua ở những cái pha mà khi mà nó một là trước khi nó vào cái sóng giai đoạn đầu á cứ hệ nó bùng nổ lên cái đây nè đu vô một nùi xong nó lại rủ ra rủ ra xong thì mua ở những cái cây ví dụ như ở đây nè đó thì có khi có lại đó còn không thì thôi à chứ khúc sau là nó cứ nổ được thêm cây đó nó bắt đầu lại siêu, siêu siêu siêu, xuống ngay ha bbc cũng tương tự vậy thôi chứ không khác gì đâu Nói có con bbc cái đoạn này nó cũng mới vào sóng được nè là nó vừa mới tăng vượt được cái vùng đỉnh 15.8 16 ở đây nha nhưng mà nó cũng không phải là những cái mạng cổ phiếu ưu tiên mà tổn hướng đến các anh chị ngoài ra con bsr ở đây nó cũng chắc cũng chưa có ok lắm đâu nha thậm chí là tốn còn view nếu mà nó có xuôi nó có chỉnh về sâu lại cái, cái vùng 18 3 18 4 như thế này là bình thường nhưng mà chắc không có với cái tình hình này thì mình nghĩ chắc nó cũng không tới nổi đâu ha mà nó yếu nhá Bên best rồi nó yếu lắm bỏ đi rồi à, ngoài ra thì cái nhóm tiếp theo mà tốn nói mọi người là cái nhóm bán lẻ thì cái nhóm bán lẻ trong cái nhóm này á thì có DigiWorld là ok nhất nha có DigiWorld là ok nhất và à, tốn vẫn đang bám sát theo cái 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 vận động của DG World là tại vì sau những cái pha nó rủ bỏ xuống như thế này đây là những cái pha nó gãy nền nè thì sau những cái pha nó rủ bỏ xuống như thế này thì nó sẽ bật tăng trở lại tương đối là mạnh đó ví dụ chẳng hạn như đây nè đó ví dụ chẳng hạn như thế này nè mọi người thấy không sau khi nó giai đoạn một giai đoạn nó tăng lên như thế này nó tạo nền nó ngắn ở đây rồi nó gãy xuống gãy xuống xong bắt đầu nó cân bằng cân bằng phục hồi đi lên mọi người cứ nhớ cho tôi tốn phục hồi bắt đầu cân bằng đi lên nè gãy nền nè gãy nền xuống nè đấy cân bằng phục hồi đi lên nè siết lại biên nè siết lại cung nè nổ rồi, đây là những cái điểm mua cho mọi người hoặc là mọi người có thể là mua sớm ha ở những cái phim mà nó bùng nổ lên như thế này cũng được ủa sao nó văng dữ -E Wow, à, mọi người nhớ nha Mọi người cứ nhớ cái công thức Đi ngang Khối lượng thấp Siết biên lại siết cái biên tích lũy lại có nghĩa là cái vận động ở trong một phiên đó nó không biến động quá hai phần trăm hoặc là quá ba phần trăm gì đó nó siết lại lượng cung bắt đầu volume kiệt dần nè té cung cạn cung té cung nổ cây này chính là cái cây mua cho mọi người à, cũng giống như con dgc cũng tương tự như vậy trong thời gian sắp tới đang bắt đầu kiệt về khối lượng nè lên đây siết cung siết cung siết biên siết biên lại cung giảm và kiệt về khối lượng nổ lên đó chính là cái điểm mua cho mọi người ở đây cũng tương tự là mọi người thấy không điều chỉnh nè phục hồi nè siết biên nè cạn cung nè cạn khối lượng nè nổ đây chính là điểm mua được chưa nhớ chưa frt cũng đã từng như vậy nè nè thấy không điều chỉnh nè lên đây thì con này nó hơi lỏng chút xíu con này nó hơi 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 ảo ma chút xíu nhưng mà khi mà nó nổ lên thì cũng chính là cái điểm mua nhớ chưa ấy thì những cái dạng cổ phiếu như con dw cũng tương tự như vậy nha mọi người nhớ nha tương tự như vậy đấy cứ có cây nào nó nổ cái bục lên cái dòng tiền tham gia vào mọi người cứ đu vô cho tốn là nó sẽ vào cái sóng tăng tiếp theo nhớ nha đó rồi ngoài ra thì một số các cái mạng cổ phiếu đầu tư công như tốn nói là tốn sẽ đang định hướng tuấn đánh tiếp theo là cái nhóm đầu tư công ở cái bạn này đó cái quá trình tích lũy của nó cũng đang khá là ok rồi nha tạo ra cái điểm này là điểm sprint cũng khá là đẹp rồi đó cũng rủ bỏ mấy ông nhà đầu tư đu đu đỉnh trên đây nè nhưng mà tuấn cũng đu trên này nhưng mà tuấn không có cắt mà vẫn đi miệt mài trung bình giá nha thì hiện tại giá trung bình nó chỉ còn khoảng tầm độ 13 13 8 thôi nói chung cũng cần gần cái vùng đỉnh thôi chứ cũng chưa tới cái mức độ là dưới cái ngưỡng vùng 13.5 nếu mà đẹp nhất là mua ở dưới 13.5 hoặc là ngay cái vùng 13.1 chỗ này là rất là ok hv nó cũng tương tự như vậy nha hv nó cũng tương tự như vậy Đấy thì uh, Tuấn đang kỳ vọng là trong tuần sau, hoặc là nếu mà chậm thì có thể là uh, gần cuối cái tháng tư này nha. Và khi mà chọn thì chúng ta chỉ nên chọn những dạng cổ phiếu như các KHB hoặc EJC thôi. Nha, top 1. ha. Rồi, ok. Thì uh, quay trở lại một lần nữa về thị trường chung. Thì uh, mọi người sẽ uh, uh, xem uh, là cái giai đoạn tới mọi người hạn chế mua đuổi khi mà thị trường ta bắt đầu nó vượt được cái ngưỡng vùng 1290 hoặc có thể nói là vùng 1300 luôn đi chẳng hạn thì mọi người sẽ hạn chế mua lại tôi nói mọi người rồi đừng bao giờ mà gia tăng cái quy mô vốn khi mà thị trường ta vẫn tiếp tục chúng ta đi lên như thế này bởi vì ở đây hiện tại ví dụ chẳng hạn như những cái pha điều chỉnh trước đó thì của thị trường đi chẳng hạn ban đầu là chỉ có những cái pha nó chỉnh có khoảng tầm độ là 27 điểm, 25 điểm, hoặc thậm chí là trong cái phiên này có lúc là lên tới tận là 50 điểm Đúng không? Là nguyên một cái nhịp đó, gần 60 điểm nè Rồi cái nhịp này cũng tương tự như vậy Đâu đó là khoảng tầm nếu mà cao nhất là 1,295 Về lại ở vùng 1,200, chỗ này cũng 50 điểm, cỡ đó Nhưng, nhưng, nhưng nha, nhưng nhá. Nhưng lưu ý cho tốn như thế này Đó chính là cái việc mà giai đoạn sắp tới thị trường ta nó có tăng tiếp lên đi cho chăng nữa thì cái pha này nó sẽ không dừng lại ở những cái mức là 50 điểm, 57 điểm hay là 60 điểm đâu mà nó sẽ chỉnh tới tận là gần 100 điểm hoặc là hơn 100 điểm là rất là bình thường mọi người lưu ý nha Đó. và những cái cú điều chỉnh như thế này thông thường là thị trường nó mất từ 10% cho tới 12% là bình thường á ví dụ chẳng hạn như thị trường chúng ta lên được một 1360 thì nó có thể nó chỉnh về lại vùng 1210 hoặc là 220 gì đó thì cũng mất cỡ 10% nè gần gần khoảng tầm trăm rưỡi điểm nè ai còn xui xui hoặc là hơn may mắn hơn thì có thể là 1250 là nó 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 dừng nha còn không biết có lên được một mà một sáu mươi không nữa còn mà cái nhịp này sắp tới của tuấn á, thì tuấn chỉ nhắm tới đâu đó khoảng tầm độ là còn đúng mà cũng, cũng cũng cỡ một ba sáu mươi thôi là cùng hoặc nếu như mà nếu như mà mọi người sẽ bắt đầu mọi người canh bán dần là khi mà nó chạm về đâu đó khoảng tầm vùng một ba trăm ba mươi cho tới vùng 1,340 ba trăm bốn mươi bắt đầu canh bán dần cũng là ok rồi nha yeah. thì cái đó là cái kế hoạch của tuấn trong cái chưa chưa biết là khi nào nhưng mà chắc khoảng tầm độ là sang tháng năm tuấn nghĩ là sẽ là sang tháng năm thì mới có khả năng nó đạt được cái vùng một nghìn ba sáu mươi hoặc là một nghìn ba bảy mươi gì đó còn lên được hơn nữa thì càng tốt mình sẽ bám theo cái sự vận động của thị trường và đưa ra những cái khuyến nghị cho các anh chị nhà đầu tư Thế nên là các anh chị chúng ta chưa theo dõi cái kênh của Tuấn thì mọi người cứ uh, đăng ký uh, sub cái kênh của Tuấn ha để mà khi mỗi khi mà Tuấn có ra video hoặc là Tuấn có livestream ở trên trên uh, kênh YouTube á thì mọi người có thể là mọi người uh, biết um, sự thông báo mọi người nhớ bật thông báo luôn nhé. ha Rồi ngoài ra thì anh chị nào mà chưa có theo dõi Tuấn qua cái kênh TikTok này thì mọi người cũng nhớ follow giúp cho Tuấn ha. Đấy, vừa mới làm một cái video đây. Đó đội trưởng đội đội phòng chống chim heo. Cho một chàng vỗ tay à, mọi người nha. À. Đó. Mà xui một cái là cái, cái 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 mấy ngày hôm nay là bị uh, chim heo nó, nó nó mình 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 chửi nó dữ quá cái nó 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 block mình. À, nó nó report mình thế là bên TikTok nó 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 khóa mỏ mình luôn. Nó khóa mình không cho mình 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 mình, mình, mình livestream nữa, đúng bực luôn á ấy chứ không là mày tụi bay chất bài bố rồi đó ha rồi ok thì cái video cuối tuần uh, tuấn uh, ngắn gọn và xúc tích lại như đó thôi thì uh, nếu mà các anh chị chúng ta chưa có uh, tìm được những cái câu trả lời hoặc là những cái lời giải đáp của tuấn trong cái buổi chia sẻ và nhận định uh, trong cuối tuần này á thì mọi người có thể là mọi người tham gia vào cái buổi livestream vào ngày sáng ngày mai để có thể hỏi tuấn sau mọi người nha mọi người nếu mà thấy hay và bổ ích đó, thì mọi người có thể là nhấn nút like để mà ủng hộ tốn nhiều hơn nhé cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong Các cái buổi livestream trong tuần tiếp theo và cũng như là à, chúc cho các anh chị chúng ta à, cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ và chúng ta sẽ bước tới những cái giai đoạn thăng hoa hơn của thị trường trong tuần tới mọi người nhá hy vọng rằng thị trường tuần sau chúng ta sẽ vượt được 1.300 nha bye bye mọi người chúc mọi người à, cuối tuần vui vẻ nhá